Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chiêu mộ Alvarez, giáp tam tái hợp MU. Ten Hag xác định xong hai tân binh với 100 triệu. Nhận đặc quyền lớn từ UEFA, MU vẫn gặp khó và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chiêu mộ Alvarez, giáp tam tái hợp MU. Erik Ten Hag đang ghi dấu ấn lớn trong cách dùng người và xây dựng chiến thuật giúp MU ngày càng trở nên khác biệt. Với những gì làm được, chiến lược gia người Hà Lan đề xuất với ban lãnh đạo MU về việc chiêu mộ Edson Álvarez trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Erik Ten Hag tin tưởng MU cần bổ sung thêm tiền vệ để đua tranh thứ hạng cao. Từ màn trình diễn gần đây, Quỷ Đỏ sẵn sàng thay đổi mục tiêu hướng đến danh hiệu ngoài hạng Anh thay vì khiêm tốn với top 4. Edson Álvarez rất quen thuộc với chiến thuật của Ten Hag, cầu thủ người Mexico hiện cũng được Chelsea liên hệ. Ngoại trừ McTominay, nếu không có gì bất ngờ, các tiền vệ khác của MU đều dự World Cup vào cuối năm. Chính vì thế, Ten Hag càng quyết tâm đánh bại Chelsea để đưa Edson về Old Trafford, tránh cho đội hình bị quá tải khi bước vào giai đoạn 2 của mùa giải. Bên cạnh đó, thời điểm này, cựu trung vệ MU giáp tam nói rằng ông sẵn sàng trở lại câu lạc bộ cũ nếu được Ten Hag yêu cầu. "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với MU, không ai gọi điện cho tôi để nói bất cứ điều gì", ông chia sẻ với Bet365. Nhưng đó cũng là cách mọi thứ trong bóng đá diễn ra. Khi một huấn luyện viên mới đến, ông ấy sẽ dẫn theo những người của mình, đội ngũ mà ông ấy biết, và điều đó có thể mang lại cho ông ấy sự tự tin và nó có thể giúp ông ấy theo những cách nhất định. "Nhưng như tôi đã nói trước đây, MU là một câu lạc bộ mà tôi yêu thích. Tôi đã trưởng thành ở cả tư cách cá nhân lẫn cầu thủ. Điều đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, nó giúp tôi có sự nghiệp như hiện tại. Tôi đã làm nên lịch sử cùng câu lạc bộ là rất tích cực. Vì vậy nếu họ cần tôi hoặc nếu tôi có thể giúp đỡ cho họ, tôi luôn sẵn lòng." MU rót 100 triệu bảng, Ten Hag xác định xong hai tân binh. Man United đang lên kế hoạch chi 70 triệu bảng cho cầu thủ mới vào tháng riêng và Erik Ten Hag đã xác định được hai cái tên cụ thể. Cũng đã có nguồn tin cho biết ngân sách được đội chủ sân Old Trafford chi ra có thể tăng hơn 100 triệu bảng nếu Ronaldo ra đi. Tờ Fijazet hiện đã tiết lộ 3 thương vụ chuyển nhượng mà vị chiến lược gia người Hà Lan đã yêu cầu MU vào tháng riêng. Đầu tiên là một hậu vệ phải mới, Diogo Dalot đã gây ấn tượng mạnh cho Man U mùa này. Nhưng Aaron Wan-Bissaka dường như nằm ngoài kế hoạch của Ten Hag. Cầu thủ người Anh đã được liên kết với Crystal Palace và West Ham vào mùa 2022, nhưng không được phép ra đi vì Quỷ Đỏ không thể chiêu mộ ai thay thế. Tờ Fijazet cũng lưu ý rằng Manu cần một tiền vệ sáng tạo và Jordi Tielemans đã lọt vào tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Ngôi sao người Bỉ sẽ đáo hạn hợp đồng với Leicester City vào cuối mùa bóng này và có thể ra đi với giá rẻ, dưới 30 triệu vào mùa đông. Để có Tielemans, MU sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Arsenal, đội đã theo sát tiền vệ 25 tuổi này từ lâu. Báo cáo cho biết thêm rằng Erik Ten Hag cũng đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền đạo trẻ tuổi Brian Brobbey của Ajax. Đây là trò cưng của vị huấn luyện viên người Hà Lan khi còn dẫn dắt Ajax và giờ đây ông rất muốn đưa Brobbey đến Old Trafford. Manu rõ ràng sẽ cần một tiền đạo để xoay vòng với Marcus Rashford và Anthony Martial nếu Ronaldo ra đi. Nhận đặc quyền lớn từ UEFA, MU vẫn gặp khó. Mới nhất theo nguồn tin iSport, UEFA vừa mang tới đặc quyền lớn cho Quỷ Đỏ. Cụ thể, tổ chức cao nhất bóng đá châu Âu cho phép trận đấu giữa MU và Leeds United đá bù trong khoảng thời gian diễn ra vòng 1/8 cúp C1. Đây là đặc quyền lớn dành cho hai câu lạc bộ vì thông thường khi C1 diễn ra, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thường không được tổ chức các trận đấu cùng ngày hôm đó. Việc UEFA cởi mở hơn trong vấn đề sẽ giúp ban tổ chức ngoại hạng Anh dễ dàng trong việc sắp xếp lịch đá bù. Theo kế hoạch, vòng 1/8 cúp C1 châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2023. Đây có thể là thời gian trận derby hoa hồng giữa MU và Leeds trên sân Old Trafford được tổ chức. Dù nhận đặc quyền từ phía UEFA để nhanh chóng thi đấu màn so tài bị tạm hoãn, song MU vẫn gặp khó quyết định nói trên. Bởi lẽ nếu trận gặp Leeds được sắp xếp đá vào khoảng thời gian vòng 1/8 cúp C1 châu Âu, Quỷ Đỏ chỉ có hơn một ngày sau màn so tài này để chuẩn bị trước khi bước vào chinh chiến tại Europa League. Cụ thể MU có thể gặp Leeds vào rạng sáng thứ tư và tới rạng sáng thứ sáu lại ra sân ở đấu trường châu lục. Đây là điều gần như chắc chắn xảy ra bởi với sức mạnh của mình, Quỷ Đỏ cầm chắc tấm vé vượt qua vòng bảng. Đó sẽ là thử thách thực sự đối với thầy trò Erik Ten Hag. Việc có quá ít thời gian chuẩn bị sẽ ảnh hưởng lớn tới thể lực cũng như phong độ các cầu thủ. Vì vậy, ban tổ chức ngoại hạng Anh cần phải cân đối thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đá bù. Ten Hag xác định nhóm cầu thủ lãnh đạo MU. Mặc dù Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải trên chấm 11m, nhưng xét chung màn trình diễn của CR7 cực kỳ thiếu thuyết phục,
Harry Maguire sẽ còn dự bị dài khi bộ đôi Martinez và Varane liên tục thăng hoa. Bộ đôi Ronaldo và đội trưởng Maguire cho thấy lý do tại sao Erik ten Hag lại lãng quên họ trên ghế dự bị suốt thời gian vừa qua. Song chính những cầu thủ này cần trở thành nền tảng tinh thần của đoàn đội để giúp phòng thay đồ vượt qua bầu không khí u ám mỗi khi bại trận. Ten Hag là một người kỷ luật nhưng cũng trao quyền tự do cho các cái tên chủ lực. Bruno đã giải thích điều đó trong giai đoạn tiền mùa giải, ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ. Ten Hag mang lại kỷ luật nhưng ông ấy cũng cho cầu thủ tự do lựa chọn. Ông ấy có những quy tắc riêng mà chúng tôi phải tuân theo nhưng cũng muốn giao một số trách nhiệm cho những cầu thủ lớn tuổi hơn. Quỷ đỏ đã thiếu người lãnh đạo trong mùa giải trước và Ten Hag dường như muốn nhắm cầu thủ lớn tuổi, dù có thi đấu hay không, nhận trách nhiệm làm đầu tàu. Tom Heaton, 36 tuổi, phương án dự phòng của De Gea, người cùng với Fison là hai ngôi sao phục vụ cho MU lâu nhất trong đội hình hiện tại, ở vị trí thủ môn. Tiếng nói và kinh nghiệm của Heaton trong phòng thay đồ là điều vô giá. Bằng cách giao nhiệm vụ dẫn dắt đội cho một số cầu thủ nhất định, Ten Hag sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng lèo lái MU. Casemiro ca ngợi môi trường cạnh tranh ở MU. Tiền vệ người Brazil, Casemiro đã ca ngợi đội bóng mới MU là một môi trường giàu sức cạnh tranh bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Theo cựu sao Real Madrid, anh đã cảm nhận được sự tích cực từ môi trường mới, đồng thời Casemiro đang đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh từ các đồng đội cho suất đá chính tại MU. Casemiro phát biểu, tôi đã thấy dễ chịu ngay từ lần đầu đặt chân tới đây. MU là một đội bóng lớn và các ngôi sao đều đại diện cho đất nước của họ. Bởi vậy, tính cạnh tranh là vô cùng lớn và khắc nghiệt. Tôi biết mình phải làm gì để chiếm được suất đá chính trong thời gian tới. Tidio Malaysia âm thầm tỏa sáng. Thực tế thì ngay cả Erik ten Hag ban đầu cũng ngại dùng Malaysia, dù ông hiểu rất rõ anh và chính ông là người yêu cầu mua anh về. Lúc sau dù sao cũng là một cây đa cây đề ở Old Trafford, thế nên lập tức loại hậu vệ người Anh để lấy chỗ cho một tân binh tới từ Hà Lan có giá chưa tới 15 triệu bảng, dễ bị cho là một quyết định vội vàng và mang tính cục bộ địa phương. Nhưng màn trình diễn thảm họa của hàng thủ MU nói chung và So nói riêng trong hiệp một trận đấu với Brentford đã mở ra cơ hội cho Malaysia và chính Ten Hag. Malaysia sau khi vào sân trong hiệp 2 đã lập tức giúp Quỷ đỏ sốc lại sức chiến đấu với sự quyết liệt thường thấy và từ sau đó ông Ten Hag có thể thoải mái để Malaysia đá chính mà không còn lo phải đối mặt với bất kỳ lời ong tiếng ve nào. Ngoài việc hiểu rõ cách vận hành của Ten Hag, Malaysia còn gây ấn tượng bởi sự tự tin và đặc biệt là tính chiến đấu rất cao. Cùng với Martinez, cầu thủ nhỏ con người Hà Lan sẵn sàng lao vào bất kỳ cuộc tranh chấp tay đôi nào, kể cả những đối thủ to khỏe hơn thấy rõ. Cũng chính hai tân binh này là những người làm sống lại văn hóa động viên nhau giữa các cầu thủ phòng ngự của MU. Sau một pha phòng ngự tốt, Malaysia sẽ lại cùng các đồng đội ở hàng thủ ăn mừng như thể vừa ghi được bàn thắng. Chính những hành động nhỏ như thế đã giúp các cầu thủ xây dựng sự ăn ý và tin tưởng lẫn nhau, đồng thời cho các khán giả của đội thấy được khát khao chiến thắng trong mỗi cầu thủ là cháy bóng như thế nào. Đó là điều mà cũng từ lâu rồi các cổ động viên của Quỷ đỏ không được chứng kiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!